Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kiếp Plaza giúp bạn. Đối với trẻ nhỏ thì việc vệ sinh da cho bé là rất cần thiết. Tuy nhiên thì mẹ cần cẩn thận cũng như là thật khéo léo khi để giày tay cho bé, tránh làm tổn thương phần tay của bé cũng như là tránh gây khó chịu và sợ hãi đối với bé mỗi khi làm vệ sinh tay. Đối với những dụng cụ thông thường thì khi làm vệ sinh mẹ không thể nào nhìn thấy rõ được bên trong vì rất tối. Vì vậy mẹ cần phải sử dụng một chiếc đèn để soi vì như thế là rất bất tiện. Vì vậy để giải quyết vấn đề này, hôm nay Kid Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ một sản phẩm rất là tiện lợi cũng như là hữu ích. Đó là dòng sản phẩm lấy giày tai có đèn pha lin BF1141. Với dòng sản phẩm này thì việc làm vệ sinh tai cho bé rất là đơn giản và mẹ không còn phải lo lắng nữa. Các mẹ có thể nhìn thấy đây là dòng sản phẩm lấy giày tai có đèn của thương hiệu pha lin, được thiết kế rất là gọn nhẹ và đơn giản, dễ sử dụng cho các mẹ sử dụng một cách tiện lợi hơn. Ngoài ra thì với sản phẩm lấy giày tai này được làm bằng chất liệu nhựa rất là an toàn ạ. Phần ghế trên được làm bằng chất liệu nhựa dẻo nên là không hề ảnh hưởng tới phần tai của bé. Ngoài ra thì với dòng sản phẩm này được thiết kế thêm phần đèn, mẹ có một công tắc mẹ chỉ cần bật lên là sẽ có một chiếc đèn rất là sáng. Khi mà sử dụng, khi mà cho vào phần phía trong tai thì mẹ có thể nhìn rõ trong phần phía trong đó có những gì và có thể dễ dàng hơn khi lấy giày tai cho bé cũng như là vệ sinh tai cho bé. Với thiết kế rất là nhiều màu sắc, có màu xanh, màu hồng, mẹ có thể lựa chọn phù hợp theo sở thích cũng như là có thể lựa chọn theo ý thích của con yêu của mình ạ. Ngoài ra thì với sản phẩm lấy giày tai này có phần đầu được thiết kế rất là êm, không như những loại dụng cụ lấy giày tai thông thường khác khi mà cho vào tai của bé thì thường gây đau cho bé. Còn với dòng sản phẩm của pha lin thì mẹ có thể hoàn toàn yên tâm mà sẽ giúp lấy sạch phần giày tai cũng như là sạch phần tai của bé mà không hề gây cảm giác cũng như không gây khó chịu cho bé như nhà mình. Với sản phẩm lấy giày tai này thì mẹ cũng có thể dùng được cho cả gia đình sử dụng rất là tiện lợi. Hy vọng với dòng sản phẩm này mẹ có thể vệ sinh được phần tai cho bé một cách tiện lợi cũng như là dễ dàng hơn. Ngoài ra thì với dòng sản phẩm này mẹ cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Hiện sản phẩm đã được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng hệ thống Kid Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc gọi điện tới số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kid Plaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.